Vâng, em Thắng, chuyên âm thanh Nguyễn Nhật Đại. Xin chào toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Em hôm nay em về được một đôi loa xuất xứ từ Nhật. Em về với tình trạng còn nhất là mới. Em quay, em giới thiệu với các bác. Đôi này là đôi Biolo S180A. Hàng em về với tình trạng còn cực kỳ đẹp nhé các bác nhé. Và đôi loa này, mỗi một thân thùng của em nó là sử dụng một con bát 30 kiềng gang rất là to các bác nhé. Và một con chung 12cm và một con tép đô. Và có hai vi tinh chỉnh giải tép, giải mít và giải tép. Em về thì vẫn còn nguyên bản thùng gỗ lại, còn cực kỳ là mới. Đây là hậu sau. Đây đôi này, đôi Biolo S180A này. Em này em đã trở kháng 6,3 ohm và 60W, mắc là 120W. Đây sản xuất tại Nhật. Em về còn tình trạng thì còn cực kỳ là đẹp. Thùng gỗ lặn vẫn còn nguyên bản như các bác chơi được đa thể loại nhạc cổ xưa, nhạc trước năm 75, rồi nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc chơi rất là tốt. Và đôi này thì mỗi một thân thùng là sử dụng một con bát 30 màng giấy gân mút và một con tép to lên to 12 cm và một con tép đô. Em về thì còn cực kỳ là mới. Thùng bên này cũng như vậy. Em về còn rất là đẹp. Em coi em nào giới thiệu với các bác. Bác nào muốn chơi hay bày đẹp, chơi cái này, chơi đôi loa này cực kỳ là dễ ghép âm ly. Mời các bác một ghép những con âm ly 9090db, 8080db. Nói chung là dòng âm ly Nhật này các bác rất là dễ ghép. 5000x vào chính kích tiền lửa, các bác ghép cũng hay. Đấy, còn cực kỳ là đẹp. Đấy, em quay sơ qua để em giới thiệu với các bác. Từ em về zin từ tuyến La Căng, vẫn còn nguyên bản thùng quách, không không một vết lông mè, cực kỳ đẹp. Đây La Căng, đây cũng còn cả tem mát đầy đủ. Bên em lắp cái tấm La Căng lên để đấy, em lắp luôn một bên La Căng. Và sau đây thì em cũng báo kích thước luôn cho các bác để các bác bày biện trong kệ trong gia đình nhà các bác nhé. Đôi loa này chiều cao là 65 phân và chiều ngang nhà 38,5 phân và chiều sâu nhà 35 phân. Đôi loa này nhà thiết kế sản xuất cực kỳ là cân đối và thùng thì cực kỳ gọn gàng, rất là đẹp. Mà giá tiền thì nhất là phải chăng. Đây các bác chơi hay bày đẹp nhé, bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác, cực kỳ là xịn sò. Và sau đây thì nhà địa chỉ của em Thắng ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại là 0904393488. Các bác nào mà cứ ở gần thì đến trực tiếp với địa chỉ em ghi trên tấm biển đây. Và các bác xem và các bác em sẽ test cho các bác nghe. Các bác nào ở xa cũng như vậy, cứ gọi điện, cứ kết bạn Zalo với em, xong rồi em sẽ quay cận cảnh chi tiết, em gửi hình ảnh cho các bác.
Và đôi loa này thì em cũng báo giá luôn cho các bác. Dư đôi loa tình trạng hình thức đẹp như thế này, em về tình trạng còn cực kỳ là đẹp, bao zin chuyện tuyệt đối cho các bác. Em bán được cái giá nhà 25 triệu. Đấy. Dư thường thường những cái tháng trước thì những cái đôi loa này nó phải lên 26 triệu 500. Như thời gian này nhà tất cả các mặt hàng nó xuống thì bọn em cũng nhập được, giá nó cũng xuống, thì hôm nay em cũng báo giá luôn cho các bác là nó cũng phải xuống tầm 1 triệu, hơn 1 triệu, thì em báo giá công khai luôn cho các bác. Các bác nào muốn chơi hay bày đẹp mà đôi này thì cực kỳ là tiếng, cực kỳ là hay đấy. Sau đây thì em cũng kết thúc cái video ngắn ở đây. Các bác nào mà xem được video của em Thắng thì nhấn cho em xin một nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những cái món đồ như món đồ nghe nhạc trong gia đình, như món đồ karaoke trong gia đình thì em lại quay lên để em giới thiệu với các bác. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.